Sau đây thì mình sẽ hướng dẫn mọi người vẽ hình ảnh tô màu cho hình ảnh em bé đang nghe nhạc nhé. Mình sẽ tô cái máy nghe nhạc đầu tiên. Máy nghe nhạc này sẽ là màu vàng. Sau đó mình sẽ tô đôi giày màu xanh. Đôi giày bên cạnh, chiếc giày còn lại mình sẽ tô tương tự. Hôm nay thì em bé sẽ mặc chiếc quần màu xanh nhé. Mọi người cứ tùy thoải mái, mọi người sở thích mọi người vẽ thôi. Áo của em bé thì sẽ là màu đỏ nhé. Một nốt nhạc ở đây sẽ là màu đỏ. Một nốt nhạc màu cam. Đó, sau đó bạn sẽ tô màu da. Và cuối cùng là mình sẽ tô tóc của em bé. Tóc của em bé mọi người chọn màu xám cũng được nhé. Vừa rồi thì mình đã hướng dẫn cho mọi người tô xong hình ảnh của em bé nghe nhạc nhé. Cảm ơn tất cả mọi người.